Rồi em chào bà con mình nha. Ôi, hôm nay thì ngày 26 chủ nhật cuối tuần nha. Em đang đi giao túi cũng như là giao thuốc nhện đỏ với gập sáp tại ở đây là ở đâu vậy anh? Thế Tăng ha. Nãy giờ là đi giỏ ra vườn ảnh nè bà con. Nãy giờ để hàng. Đây là Thế Tăng Thế Lai hay gì anh? Thế Tăng Thế Lai. Đây là anh chủ nè bà con. Ảnh đưa em ra đây ngoài mà đây bằng cái giỏ. Cái gì vườn của ảnh thì nó xa nhà xíu à. Đây công an của ảnh đây. Thì hôm nay ủa cái bên đó trồng cái gì anh? Ổi hay gì vậy? Dạ. Ổi ruby ha. Dạ. Ok, tung tốt quá ha. Ảnh là bà con nông dân chính gốc nha. Đâu mấy cây nào để trái đâu anh? Dạ là nó tự đậu hả? Đây em quay cho mấy con nè cho bà con xem nha. Anh làm cũng tốt quá ha. Cây bị đỏ đỏ là bị nhìn đỏ đâu phải không? Đâu anh, sao? Nó ở đây giờ thấy chẳng đó. Bị đỏ đỏ lá gì đó. Đỏ lá ha, để em coi cái mới biết. Tại vì đây mấy cây này nó đậu nè. Này là tổng nhiêu gốc anh? 600. 600 gốc ha. Có mấy cây nhỏ luôn là nhiêu? Nhỏ lớn nữa. Đó lớn 600 gốc ha. Đây là em chào quý bà con nha. Hiện tại thì em đang ở Thế Tăng Thế Lai. Đang hỗ trợ cái kỹ thuật cho cái anh khách này, ảnh cũng mới trồng rồi bà con. Thì anh đang ví dụ anh mấy anh mới làm thì mình anh có cần mong muốn gì anh? Còn em có thể giúp được cho anh không? Kiểu như là kỹ thuật với dạ. Chỉ dạ, cái thứ nhất là cái kỹ thuật ha. Thì kỹ thuật là mình để trái, cái thứ hai là về cái lựa chọn trái trên cái cây, cái thứ ba là phải xử lý khuẩn anh, cái nữa là mình phải cái dùng cái túi bao như thế nào, rồi mình đi phân như thế nào anh ha. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh với bà con mình chi tiết ha. Sao sao nào đó trời ơi, anh xịt hai cái thuốc em vô nó không còn cái gì đâu. Đây bà con, em quay cho bà con mình xem cái vườn của ảnh cũng khá là đẹp. Khá đẹp. Nước hơi nhiều anh ơi. Mình rút bớt nước, cây na nó cũng không có chịu nước nhiều quá. Tại vì dạ. Cái cây này anh trồng bao lâu rồi anh? Để trái này là 18 tháng đó. À 18 tháng nha. Cây 18 tháng nè bà con. 18 tháng. Chung gì thì 18 tháng cũng ổn ha, cũng ổn. Rồi thì hôm nay thì đầu tiên là em sẽ nói về cái khi mà anh ta vừa đậu trái non thì bà con mình cần làm gì để cho được cái năng suất cao ha. Thì nói chung là em là thầy Đỉnh ở thôn Túc Lóc Cần Thơ. Em chuyên về cái giống tất cả là cái giống ăn trái cũng như là đi thu mua măng cầu na cũng như là thu mua những cái trái cây khác rồi hỗ trợ kỹ thuật bên măng cầu na. Rồi cũng rất là may mắn cũng được những cái anh mà vườn đẹp và những anh cô chị cô chú là chia sẻ nhiệt tình lại cho em, nên em cũng rút kết ra từ những cái kinh nghiệm của cái vườn mẫu của em rồi em mới chia sẻ lại cho bà con. Cái thứ nhất đó là khi mà chúng ta đậu trái bà con, là cái giai đoạn khi mà đậu trái một cái trái anh đừng có để nhiều cái trái này á, mấy cái trái này anh lựa mấy cái trái này méo à. Dạ. Quá trời còn sâu luôn nè. Sâu này nè. Quá trời không sao xịt luôn. Sâu à? Chết. Ừ. Thì anh cứ phun hai cái liều nhện, cái chai nhện đỏ với cái chai gẹp của em lên là cây nó sạch hết trơn à. Nhện đỏ nó bị mà bỏ chỉ mà nó cái lá nó bị gì? Dạ. Cái này là bỏ chỉ cái này. Dạ, bỏ chỉ nhiều quá. Mùa này bỏ chỉ dữ lắm. Mùa này bỏ chỉ lắm ha. Không chết nó đeo luôn cái trái gì đó. Nè, mấy con sâu này thuốc xịt thuốc cái vô đây không thấy nó đâu, đảm bảo nhanh luôn. Mấy cái nè, cái tược của anh nó bắt đầu nó có dấu hiệu nhện đỏ bỏ chỉ nè, nó nhầm lá chân này ha. Nó ăn mấy cái lọt này nó không nè. Xịt cái thì làm chia tay nó luôn.
Thì cây này thì ảnh tính thụ phấn nhưng mà nó còn nhỏ quá, nó tự đậu nên để luôn đúng không anh? Chứ chưa có gì giai đoạn thụ phấn gì hết ha. Rồi em chỉ nói về cái giai đoạn mà khi mà đậu trái rồi anh, là em chia sẻ sau này lớn không có em á là anh phải coi cái video này lại ha. Ví dụ như cái trái á, một cái cây á, anh đừng có để nhiều, anh lựa sao mà một cây cây tùy cái kích cỡ cây của anh để. Hai cái bờ bao đó giờ cây cả chục mười mấy trái là nó không tốt, mà nó đậu nhiều hơn cái mấy bờ này. Dạ đúng rồi, cây nó càng cần nó càng đậu. Cái trái á, ví dụ như những người mới trồng á là thường người ta ham để nhiều, người ta nghĩ là để nhiều là đậu tấn nhiều, không phải nha anh. Khi mà anh để ví dụ như anh để 40 trái mà một trái anh bổ đồng, nếu mà để cây nó nhỏ quá anh bổ đồng một cái trái nó khoảng 200-300 gram, mà thứ nhất là nó gớt cái hàng chợ, cái thứ hai là nó mắc đầu tắn luôn. Cái cây na nó ngộ lắm nha, cái cây na trái này hả, trái này không về có gãy phân gì không, dư này, cái này dư đạm nè, mấy này dư đạm. Dạ cái này dư đạm nè, nó bị thúi cái đít á, đạm nhiều là dư cái đít là hư luôn. Trái này lật đi, trái nó bao được rồi ha. Dạ trái này cái này bao dạ. Cái gì nhất là lựa trái nha, trái mình để ít thôi nhưng mà lựa trái tròn thì tròn. Cây này của anh nếu mà để trái thì sau này năm sau mình làm á để tầm 15-20 trái được rồi, đừng có để nhiều. Dạ cây giờ trái thôi. Nên mà anh thấy mấy cây này tự đậu cái trái, mấy cái trái này nó méo chân à, thấy không? Tự đậu méo chân, mình thụ phấn mới được. Cái thứ hai là mình trước khi mình xịt á, đúng rồi, mấy cái này là kiểu như ba cái con bọ chỉ á, dưới nhện đỏ, nó không phải là hại lá không mà nó hại luôn cái trái luôn, nó chích vô mấy trái là nhâm trái hết. Và cái vườn phải sạch mới được, cái cây cái trái nó mới sạch, cái lọt nó sạch, cái trái nó mới sạch. Dạ. 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 Cái vườn bên đó là của anh đó hay gì? Ở đây thẳng vườn ngay nhà mình luôn nè. Ngay nhà mà đẳng đó ha, nãy chỗ để ba cái thúc đó ha. Tại mình là bộ hơi xa ha. Rồi tiếp tục là cái chỗ ấy để anh lựa kỹ mấy cái trái nào méo méo bỏ đi, nó bán không có tiền đâu. Chứ mình lựa trái nào nó cho nó ngon lành, như trái tròn tròn của anh chắc không để được nhiều quá anh. Mấy cái trái này nó hư chân. Dạ. Yeah. Mấy bữa nay nó bị vậy đó chứ không đâu có đâu. Yeah. Trái này. Trái này là do sâu nó cạp nè. Sâu nó cạp. Mấy trái này bữa mình tuyển cây này rồi nè. Yeah. Tại vì cái thuốc mình xài phải đảm bảo liên tục mới được. Bị đếm đen nữa rồi. Đếm đen nữa rồi. Để mấy cây này để được nhiều được chứ. Không bao luôn á. Dạ, mình cắt tiễn. Bẻ trái bỏ cái mầm lại. Cái khác đó. Cái giai đoạn này chắc cứ để cho nó già đi chứ. Nếu mà để lại cũng được, mà cái cây này nó còn nhỏ quá anh. Trái quá trời trái này. Mà trước tiên là anh phải diệt được mấy con nhện đỏ bò chỉ với mấy con sâu này hết, cái vườn mình mới để trái được. Chứ nó còn bây giờ có trái rồi nó cạp cái rồi hư trái luôn. Ác gì á. Dạ. Dạ. À, như cái trái này nè mình giữ được nè ha. Như mấy cái lá này nữa là mình lắc bỏ mấy cái lá này nè. Nó chỉ đụng nhẹ vô một cái thôi. Nó bị cọ là nó quẹt cái trái liền á. Dạ. Cái na này nó khó lắm. Thằng nó làm cha làm la lết với nó. Nè mấy cái như cái thằng ông này ổng đậu cái bự gì, ổng đậu cái nhỏ gì rồi sao? Bỏ cái nhỏ này đi. Tại vì hai trái nó không lớn đâu. Mình tiễn bớt trái đi. Vậy đó.
mấy trái méo này nè, tại vì bây giờ ít thì để đại đi, ví dụ như nhiều á là mấy trái méo này bỏ hết, nó cũng lớn lên nó cũng không có, nó nở ra, tương lai nó nở ra. Còn cái trái này thì cái để ăn cũng được. Vậy như cái trái này nó tự đậu mà, sao lại thụ phấn nó nhiều anh Tiễn? Tiễn ví dụ như cái... thấy nó cũng đẹp quá mà sao từ bây giờ nè cái chùm này, tại vì sâu bệnh nó còn nè, cái như chùm này ba trái à, bỏ một trái đi, hoặc là nó nhiều là mình bỏ hai trái luôn, nó đâu có nuôi nổi đâu. Cái cây na này nó có cái đặc điểm gì nha, ví dụ như anh cái trái nào mà nó nuôi được là nuôi hoài, cái nào nuôi không được là bỏ. Bởi vì mình mấy trái này gần thấy nó có tương lai nó phì lên á là mình để trái méo bỏ hết. Tại vì mấy trái này lên là anh cũng bán hàng giạt là đâu có nhiêu tiền đâu, mà nó nặng cái cây nữa, nặng cây mình nữa. Nè mấy này tháng thư nè anh, tháng thư nữa ha, tháng thư với sâu cạp nhiều. Dạ anh để nhiêu anh phun cho sạch mới được, chứ bây giờ anh bao vô ví dụ như nó còn mầm bệnh trong đây là nó cũng phát triển à. Sâu cạp sâu quá nhiều luôn, sâu cạp nhiều quá nè. Hôm đang rải phân mà bỏ đó, cho mấy người đó rải mua thuốc xịt liền đó. Xịt mà không hết hả? Không hết. Dạ. Cái này cũng bị bệnh như thư gì nữa. Sâu nữa, sâu là tháng thư hai thứ. Nhưng cũng dạt cái bỏ rồi. Nó không có được cái nào nữa. Bởi na này làm khó lắm. Nè mấy cái đám này nè, do nhìn đỏ bò chỉ nè. Nè thấy không, sâu nè, cái đường đi của nó nè, sâu sâu cạp trái. Anh cứ phun thuốc của em vô cái đi là thấy nó sạch sẽ liền, cây sạch sẽ lắm. Nước đó. Dạ. Gịnh vô phải không? Nước, mỗi năm thì nước nó khoảng tới nó mức này, năm dạ. Nay nó tới đây nó cũng gịnh vô. Gịnh vô. Nó xi hai cái đường này nè, bởi vì giờ nó mới phục hồi lại phải không? Nó phục hồi lại. Dạ cái giai đoạn này em nói ví dụ tại vì cái này tơ còn tơ mình để được nhiều được, nhưng mà cái giai đoạn khi mà anh nuôi trái cái giai đoạn này ha, anh thúc thúc thùng thúc 30 10 10, anh hút nhiều đi, tại vì sau cái giai đoạn này là tới cái giai đoạn nó tạo mầm lại ở cây mình nó yếu, cái giai đoạn sau là nó ra tược yếu, nó không ra bông luôn, ra bông đâu có nổi đâu, ra đâu có dinh dưỡng gì trước trong cái giai đoạn là nuôi trái đâu. Có nhiều người ta cũng thúc trái yếu quá, giờ người ta cắt ra cũng không có bông gì, tược đi tược không à, nó không có đủ nó cái lực. Mấy cái này thì anh tính bây giờ cứ xịt đi, xịt xong rồi anh tiễn lại trái nào được thì để cho nó nuôi cây, chứ cây cũng còn tơ mà. Để được nhiêu được nè. Dạ, để nhiêu được. Bán trái thường sao đi? Bán tích thì em mua được, em mua chứ gì? Cũng mua luôn. Không, ít có mua thì để chứ không lấy thì bẻ bỏ mẹ nó cho nó nuôi cây. Mua chứ. Trời ơi. Ít nhiều cũng mua chứ. Dạ. Đậu hai mà tớp bình kia tớp cũng mới đậu. Dạ. Mấy cây này xì là đậu lắm. Trời, cái trái mà anh muốn bao rồi một cái là nó mở nên là nó không có cái tì vết luôn á, mình bao vô mấy trái đó nữa nó có hiệu quả, nó bán mấy trái mới cao. Chứ bây giờ anh có sâu nhẹ cái là anh bao vô cái rồi là nó lớn lên nó cũng có cái tì vết đó à, nó cũng hư cái trái đó rồi. Khi mình bao trái á, thì cái này là do là anh xịt, anh phun thuốc sâu, cái thứ nhất cái thuốc sâu là nó chưa có chết nè. Cái thứ hai khuẩn nó cũng còn khuẩn,
ba bỏ chỉ nó còn nhiều là nó chích luôn, nó vô cái trái rồi, cái trái nó cũng bị nó da nó màu xuống màu bỏ chỉ á, bỏ chỉ nhìn đỏ nó này. Ba cỏ này thường anh làm gì vậy? Phun cỏ hay gì? Để rồi phun mà đợt này tính mới rồi phát giờ tính phun nữa đây nè, mà sợ nó ảnh hưởng hay không. Em có cha em đang xài cái dòng thuốc cỏ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Cha em làm mấy năm nay cây nó đâu gì đâu. Chưa có bằng mô. Bây giờ mới mặn cỏ hổm nè, mặn trên cái mô á. Dạ. Ăn còn tính tốt này ăn xịt nè. Dạ. Chứ phát rồi lại quay cái lên, lại quay lên nữa. Bây giờ nếu mà anh là mấy cái trái này anh tỉnh anh xịt thuốc nhện đỏ với gập sáp của em xong ha, là cho nó sạch cái cây trước đi, xong rồi anh đi tiễn. Chứ bây giờ anh đi tiễn xong rồi như mấy cái lá này là sợ nó quẹt không, hay là lá quẹt luôn đó, lá này nè thấy nha, như là gió là quẹt hư hết tại mấy lá đó. Mấy lá này nè, giọng này nè, bởi vì người ta có cái giai đoạn là khi mà đậu trái rồi đó là ta tước nó chống lỏng cái trái à, nó không cho mấy cái trái này nó... thì nó tước cái này quá cái bị nắng quá cái nó bị nám không. Do nó là cái người ta xài cái túi bao bọc ni lông á, còn cái túi bao của mình nó là vô là không bao giờ bị nám, bị mát lại ha. Mát lại rồi nó không nám đâu, cái đó là do người ta xài cái túi bao kia thôi. Tại vì bây giờ anh thấy đi, ví dụ như anh không bẻ lá này nè, cái lá này gió nó quẹt vô nè, cái mảng cầu này anh cứ để ý mấy cái trái này ha, mà lỡ nó đụng vô cái cạnh mà cái là chỗ này nó đen á, nó gì á, bởi khó gì đó, bị ma sát nhẹ cái thôi là cái vi khuẩn chỗ đó nó phát triển đó là nó đen trái liền. Thì cái giai đoạn này bây giờ anh cứ xử lý vậy đi, xong rồi dù cái rồi cái tiễn trái rồi coi được nhiêu rồi. Dạ bây giờ là anh cứ xài gì nè, ví dụ như trái nó khoảng bao được như mấy ngàn, ba ngàn trái chắc cũng 4-5 ngàn hay gì. Cái này theo mình để cây 4-5 trái thì 600 gốc dễ 500 thôi, 500 ngàn mấy, 2 ngàn ha, 5 năm nó cũng 25 rồi, cũng 2 ngàn rưỡi. À rồi bây giờ gì nè, cái khi mà anh bao xong xịt thuốc ba cái thuốc này á, là anh xịt Gigumin với ba cái nhện đỏ gập sáp của em xong ha, là cho nó cây cái trái nó sạch thiệt là sạch đi, xong rồi là xịt là bao liền nha, như kiểu xịt là bao liền, xong là ở trên là xong rồi, ở dưới bây giờ anh rải cái cử đầu tiên á là cái thằng 20-56 chứ bây giờ mình rải, tại vì mỗi cái giai đoạn trái á, nó có một cái lượng phân nó hấp thụ phân khác nhau nha, ví dụ như anh rải 20 cái trái nó mới đậu là nó cần lượng đạm nhiều á để nó thúc cái trái lên lớn, chứ nó không cần kali với lăng nhiều, anh chỉ xịt 20-56 là cho đạm nhiều, xong rồi cử sau là anh mới gãi 20-15 với anh tứ chung với cái thuốc thùng có nãy anh mua đó, thuốc thùng lớn trái của bên em đó, là anh pha chung với 30-10-10, có nghĩa là ba xài cử đó xong phải không, là cái giai đoạn thứ ba thứ tư đó là tầm khoảng 7-10 ngày nha anh, là anh xài 17-17-17 ba số á, xài ba số cho nó cân bằng lại, xong rồi cái giai đoạn khoảng từ trước 10-15 ngày á, ba số 16, 18 mình ba số đó, rồi cái giai đoạn mà chuẩn bị mà bẻ đó khoảng từ nửa tháng á, là anh xài phân đơn nha, anh xài thằng phân lạnh của mình á, phân lạnh của mình với anh trộn mớ kali. Lúc đó là gần bé đó, là lúc đó là cái trái nó mau lớn, là anh thúc phân đơn chứ đừng nó xài phân đo phân trộn nữa, chỉ phân lạnh mình chung với kali. Và nửa này nửa kia ha, là không có tỷ lệ 82. Dạ. Yeah. Lạnh ít hay không kali nhiều? Không, lạnh nhiều kali ít thôi, kali cho nó ngọt thôi, chứ cái giai đoạn phân lạnh nó cho nó thúc cái trái mình nó lớn trái đừng nó có ký á. Thì anh xài vậy đó, thì cái vừa nuôi cây vừa nuôi trái luôn. Mà quan trọng là cái thuốc thùng đó là anh tưới trong giai đoạn là sau cái cử 20-56 á, là anh tới giai đoạn thuốc thùng nha, cái cách nhau 10 ngày. Thuốc thùng với anh trộn với 30-10-10. 30-10 anh pha ra cái một cái thùng đó là anh pha nửa bao 30-10-10.
làm tứ gốc, tứ cho hết này luôn đi, chia ra tứ hết đi. Tại chơi cây này cây nhỏ mà con trai tứ cái hùng đó là con tứ 300 mấy chục gốc, mà mình cây nhỏ thì mình tứ khoảng 600 gốc cũng được rồi, chia ra tứ rồi nửa bao nha, nửa bao mọi người. Rồi anh nuôi cái trái là cái mùa sau là sẽ làm là ok luôn, mùa sau là cái cây mình nó đủ lực, đủ lực rồi là trái okay. 30 10 10 đó với tùng đó, rồi xong rồi mới xài gần ba số chưa xài ba số chứ, ba số lạnh như cali ha, lạnh như cali phân đơn đó, làm gì đi đảm bảo. Không phải là mình xài, anh đừng có bỏ qua giai đoạn nha, ví dụ như tự nhiên anh xài xài 30 10 10 có nghĩa là cái cuối cùng là anh phải xài cái phân đạm gì là phân đơn nhiều đó, là tại vì thằng ở thằng lạnh nó là đạm. Mà ví dụ như anh xài anh bỏ giai đoạn là cái trái của anh nó sẽ bị, nó bị gơ hột, có nghĩa là hột nó bị sụp xịt đó, anh bỏ qua giai đoạn nó không thích nghi kịp á anh, là nó bị gơ hột rồi hột lắc kêu kêu luôn á, là anh xài làm gì nó ấy nha. Nhưng mà mình xài giống như là từ tăng lên, ví dụ như cho lượng đạm nó thích nghi á. Lúc đầu là 20 26 là đạm nó cao lắm, 20 56 là nó cao hơn đạm hơn 30 10 nữa, tại cái hàm lượng kali với lăng ít. Xong đó rồi là anh xài 20 15 ngày lần tiếp theo nha, rồi thúc 30 10 với cái phần thúc thùng này đổ đó, hoặc là anh thúc thùng rồi tới 20 15 cũng được, hay hàng đó nó như nhau không sao. Rồi sau đó xài ba số đó xong là anh xài phân đơn. Giai đoạn cuối cùng sạn cửa phân đơn đó là phân lạnh với trộn với kali đó, tỷ lệ 82 cho nó ngọt đó, cho kali cho nó ngọt thôi. Còn cái phân đạm với phân lạnh đó là để anh thúc cho trái lớn đó, để cây na này cái giai đoạn mà từ một tháng cuối á là anh thấy nó lớn gõ gạch luôn, nó lớn trái, em đảm bảo anh dài gì trái bành luôn á. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ thì ví dụ như cây mình nó cây nó ít trái quá, ví dụ như mấy cái trái nào mà nhắm mình để mà mình bán chợ được để luôn, tại vì bây giờ anh phải xài vậy cho nó vừa nuôi trái mà vừa nuôi cây luôn cho cái giai đoạn sau luôn đó, thì anh cứ để trái để được để luôn. Đặng mình tính lấy cái trái này mình nuôi nó nè. Dạ đúng rồi, lấy nó nuôi nó đi, bây giờ đó dụng đầu tư nhiều quá. Dạ thì nó vậy đó, mà phải cái giai đoạn phân đó là tại vì mình phải xài cho nó thúc thúc cho nó đúng cái giai đoạn, tại cái giai đoạn mỗi cái trái non đến cái trái già là nó khác nhau. Ví dụ như anh xài nó mới nhỏ mà anh xài lượng kali với lăng nhiều, nó đâu cần hàng lăng với kali nhiều đâu, mà anh xài ba số cái là nó hơi nó cái trái nó chậm lớn liền, nó mình đâu cần ngọt đâu. Mình thúc giai đoạn đạm trước 20 56, nó giai đoạn đó nó cái đạm nó cao, chỉ có 5 lần với 6 kali à. 20 56 là cái phân rải mình đấy mà. Phân rải mình năm cứ rải thẳng xuống. Đạm nhiều. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi tới là 20 15 hoặc là tới 30 10 10 là trộn chung với thuốc thùng đó luôn. Trước cái rồi cử sau mới xài 30 10 10 ha. Đúng rồi, 30 10 10 bây giờ trái nó cũng to rồi. Giờ trái nó cũng to rồi. Không cần phải xài giai đoạn, em ấy tìm nên kinh nghiệm rút kinh nghiệm cái mùa mà anh để trái cho chẳng luôn á. Làm gì á. Còn bây giờ nó gì rồi thì cứ xài đổ 30 10 10 với thuốc thùng đi, đổ đi. Nó cũng vừa rồi. Tại vì nó mới rải 20 15 rồi. 15 với 18. Dạ. Nó đi rồi. Cái tầng 16, 16, 8 người ta xài trong cái giai đoạn mà làm bông á. Cha em xài giai đoạn làm bông 16, 16, 8 á. Chứ cái giai đoạn nuôi trái là ít xài 16, 16, 8. Để tạo mầm đó phải không? Dạ. Để tạo mầm thì phải rải kali với lăng. Dạ.